Xin chào các bạn đang đến với câu chuyện Trúc Mộc Lãng Mã của tác giả Vũ Chết do Đam Mỹ Tưởng Chuyện thực hiện, tập 23. Muốn trao đổi không? Phó Nhất Kiệt phủ uống nước vừa hỏi cậu. Trao đổi gì? Phó Khôn nằm dưới đất tiếp tục say sưa ngắm Phó Nhất Kiệt. Thằng bé này từ nhỏ đã đẹp, giờ đẹp lại không giống hồi bé nữa. Mặt mày không đầy đặn như hồi còn bé, gầy đi không ít, mắt vẫn rất to, nhưng trông còn tròn xoe như hồi nhỏ, sống mũi cũng cao hơn lúc bé. Anh khen em thì em cũng khen anh. Nhất Kiệt đặt cốc quỳ tới bên cạnh của Phó Khôn, chống tay xuống sàn nhà cũng ngắm nhìn anh. Qua một lúc thì nó cười nói, Phó Khôn, anh thật là đẹp trai. Hơi, Phó Khôn cười, cảm ơn. Phó Nhất Kiệt đưa tay nhẹ nhàng sờ lên mặt cậu, da dẻ ấm áp nhắn mịn trên mặt của Phó Khôn khiến nó rất an lòng. Tay lại sờ xuống cằm kể mấy cái, cuối cùng lại sờ lên mặt. Nó muốn nói, Phó Khôn, mặt anh sờ thích thật, nhưng không nói ra sợ Phó Khôn mang nó thần kinh. Lúc tay xẹt qua chóp mũi Phó Khôn, hơi thở của Phó Khôn nhẹ nhàng quét qua lòng bàn tay của nó. Nó cảm nhận được một cơn thư thái, chẳng hiểu sao lại tiện tay bóp mạnh mũi của Phó Khôn một cái. Hau! Phó Khôn hất tay nó ra, bịt mũi rồi ngồi bật dậy. Cổ nó có thể đừng lên cơn điên suốt thế được không hả? Sợ thì sợ thôi, còn bóp cái rắm gì nữa? Mũi anh là cái rắm hả? Phó Nhất Kiệt rút tay về, cầm sách về phòng nhỏ chuẩn bị làm bài tập. Là sắm trời hạn hả? Không thì thi xong nói mẹ đưa hai ta đi Hồi Long Các ăn một bữa đi. Em ngủ chưa? Ngậm miệng. Phó Khôn quần chiếu lại cũng đi vào trong căn phòng nhỏ. Phó một khúc, lúc em nhỏ anh cũng không hề nhìn ra được mồm miệng em lại đọc thế đấy. Có thế nào thì lập học thế đó thôi, lúc anh đọc miệng người khác tự mình không cảm nhận được hả? Phó Nhất Kiệt cục xuống bàn bắt đầu viết bài soạn soạt. Phó Khôn cúi đầu xuống bàn. Thật ra nếu so sánh ôn thi lớp 9 của bọn họ với đại chiến 3 tiếng chép bài để năm đó, đúng là nhẹ nhõm hơn không ít, nhưng áp lực vẫn rất lớn. Cậu vốn không bao giờ để tâm chuyện học hành, đi học nghe được khờ khớ là bắt đầu mất tập trung, thành tích vẫn luôn lơ lửng lừng chừng trong lớp. Nếu không muốn lên cấp 3 nhất trung, kể là đang học trong cấp 2 của nhất trung rồi, thành tích kiểu gì cũng phải chen được vào top 10 trong lớp. Lần thi cuối kỳ trước điểm của cậu còn đang ở khoảng 20. Cậu thở dài lấy sách ra bắt đầu từ môn tiếng Anh đáng ghét nhất đi. Phó Khôn dựa nghiêng người kế trên tường, nằm nửa học thuộc lòng. Lúc học thuộc lòng cậu nói rất nhỏ, sợ ảnh hưởng tới Phó Nhất Kiệt. Có điều cũng chẳng bao lâu cậu đã phát hiện Phó Nhất Kiệt hôm nay có vẻ không vào trạng thái cho lắm. Viết chữ cứ viết sai, vẫn luôn thấy nó cầm tẩy, tẩy đến tẩy đi, tốc độ cũng chậm hơn ngày thường. Một khúc, Phó Khôn gọi nó, em không sao đấy chứ? Hả? Phó Nhất Kiệt ngẩng đầu lên, nó cảm thấy có lúc Phó Khôn rất chậm chạp, mà với một số chuyện lại đặc biệt nhạy cảm. Mất tập trung hả? Làm sao thế? Phó Khôn hỏi. Phó Nhất Kiệt cúi đầu nhìn chằm chằm ngòi bút, suy nghĩ nửa ngày không biết có nên kể chuyện hôm nay với Phó Khôn hay không. Chuyện này khác với chuyện mình bị đánh, kìm lén trong lòng thì rất khó chịu. Mấu chốt là sau đó nên làm gì, nó cũng không nghĩ ra được ngay lập tức. Nó chần chừ mở miệng. Anh! Còn chưa nói xong câu, cửa ngoài phòng khách đó bị ai đó đập một cái mở toang. Bố vào nhà nói to một câu rất phấn khởi. Có tin tốt, ai muốn nghe không? Muốn. Phó Khôn hồ theo nhảy xuống ghế chạy ra ngoài. Bố nhặt được một phản. Thường bở giỏi thật. Mẹ cũng đi vào nhà. Nhiệm vụ này giao cho con chỉ cần nhặt được 100 về thôi thì cũng được. Vậy thì là gì? Nhất Kiệt cũng chạy ra khỏi phòng khách chẳng mấy khi bố vui tới vậy. Nhà ta cuối cùng cũng có nhà mới. Bố vung tay lên, hai phòng ngủ một phòng khách. Thật. Phó Khôn nhìn chằm chằm vào bố rồi hỏi. Thật, chờ hai đứa thi xong là chắc cũng được nhận chìa khóa. Bố vui vẻ rồi tiếp tục phẩy tay. Hai đứa mỗi đứa một cái bàn học, không cần ngủ chen chúc thế nữa. Không cần leo lên leo xuống, có thể đặt hai cái giường với cả không phải là cấp 3 nhất chung là được cho ở trường hả? Mẹ nó đang định cho Phó Khôn ở cho ở trường, vậy là Nhất Kiệt có thể ngủ một mình một phòng, tốt lắm. Để con ở cho ở trường hả? Phó Khôn vừa nghe thấy thì đã hào hứng. Hề, rèn luyện chứ.
Mẹ cũng vào nhà, mấy người thảo luận rôm rả chuyện nên sắp xếp nhà mới như thế nào. Phó Nhất Kiệt thì thoảng cũng xen vào vài câu, nhưng tâm tư chẳng hề để vào chuyện có nhà mới. Có nhà mới đương nhiên là tốt, nó và Phó Khôn có một căn phòng riêng chính thức cũng là chuyện đáng để vui vẻ. Thế nhưng trọ ở trường là chuyện gì? Phó Khôn lên cấp 3 phải trọ ở trường, một tuần chỉ về nhà có một lần. Nhất trung rất lớn, khu cấp 2 và khu cấp 3 chẳng hề trong cùng một tòa nhà, cũng không cạnh nhau. Hai khu cách nhau một cái lễ đường và sân luyện tập của trường. Ban ngày gần như hai đứa không gặp được nhau, chỉ tan học rồi nó mới có thể nhìn thấy Phó Khôn. Nếu như Phó Khôn trọ ở trường, phải là cả một tuần chỉ có cuối tuần nó mới được gặp Phó Khôn. Phó Khôn ham chơi, cuối tuần hơn nữa sẽ muốn đi chơi với bạn học, vậy thời gian mình được ở cùng Phó Khôn còn lại sẽ có bao nhiêu? Nghĩ tới chuyện này, niềm vui sắp được chuyển vào nhà mới lập tức vỡ loảng xoảng. Lúc ăn cơm, Phó Khôn còn cực kỳ phấn khích nói muốn mẹ mua máy tính cho, để ngay cạnh cửa sổ ấy, lúc chơi máy tính còn có thể ngắm phong cảnh. Phó Khôn cúi đầu vừa đảo cơm trong bát vừa nói: anh không phải cho ở trường hả? Lấy thời gian đâu mà chơi? Phó Nhất Kiệt nói cũng cúi đầu ăn một miếng to. Tâm trạng của nó tuy không hề tươi đẹp gì, nhưng lượng ăn thì vẫn rất ổn định, chưa ăn đủ lượng thì sẽ không ngừng. Cuối tuần anh về thì chơi, bình thường thì em chơi. Phó Khôn cười, trong máy tính có rất nhiều trò lắm. Em không thích chơi game. Nhất Kiệt không ngẩng đầu lên. Vậy thì em làm cái khác, học lập trình gì gì? Không biết. Thế thì cho em học, không học. Phó một khúc. Phó Khôn ném đũa quán. Làm sao? Nhất Kiệt cắp miếng mứt đắng nhồi thịt tiếp tục vùi đầu ăn. Hôm nay muốn nhầm thuốc đó hả? Không, anh quát cái gì mà quát chứ. Nhất Kiệt cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Anh mới quên uống thuốc đó. Hai anh này thôi ngay. Mẹ ở bên cạnh có bà nói, đang ăn thì đừng có đấu võ mồm, ăn xong ra ngoài đánh một trận đi. Nó không đánh lại được con. Phó Khôn đáp, cứ thử xem. Nhất Kiệt đứng dậy múc cháo. Kìa, tôi không dám, tôi sợ anh đánh tôi chết mất. Phó Khôn thì buồn cười uống ực bát cháo. Múc cho anh thêm bát nữa. Đầu đầu thì nhiệt tình chạy tới bên chân của Phó Khôn kêu hai tiếng, rồi cắn lên xếp của Phó Khôn, miệng phát ra tiếng khò khè khè khè, nghiêng đầu giật xếp cậu về phía sau. Ê ê ê! Phó Khôn sợ hết hồn vội vàng rút chân từ dưới ghế ra, cò lên ghế. Bảo chó của em đi ra đi. Sổ anh ấy đi. Phó Nhất Kiệt cầm bát Phó Khôn qua, múc một bát cháo để tới trước mặt cậu, vỗ tay phía đầu đầu. Đầu đầu quát anh ấy đi. Còn đầu đầu lập tức ném dép đi, sổ mông lên sổ vào Phó Khôn một tràng. Sổ cái rắm gì? Phó Khôn cò hai chân lên ghế. Chó nhà mình nuôi mà còn sợ thế thì đã bao nhiêu năm rồi? Mẹ cười thở dài. Ai biết nó lớn được thành như thế, ngày trước nhặt về mới có mấy cân. Phó Khôn ngồi khổm trên ghế tiếp tục ăn cơm. Còn còn tưởng là con chó pup cuối cùng giờ thì cũng phải 30 cân rồi. Mẹ con cứ thích cho ăn sốt, đây là con heo đôi lốt con chó thôi. Bố thì vừa cười vừa nói, chủ làm sao chó làm vậy, một khúc còn ăn giống heo hơn cả nó đó. Phó Khôn thả bát xuống lau miệng, con ăn no rồi. Có chán không? Mẹ lườm con một cái, nhọc nhằn khổ sở làm ra một bàn thức ăn, anh ăn uống có hai bát cháo có ai ngứa đòn như anh không? Con chỉ ăn được từng ấy thôi, có cố thì cũng không cố được chứ. Phó Khôn xoa bụng, không giống một khúc, bụng như đồng không đáy. Phó Nhất Kiệt cười không ra tiếng, cắp miếng sườn bỏ vào miệng. Hôm nay tới lượt Phó Khôn rửa bát xong thì toát mồ hôi cả người đi vào phòng nhỏ. Phó Nhất Kiệt đang nằm gây người trên giường. Phó Khôn cởi áo của cô trên mặt của nó. Nghĩ gì thế? Không, Nhất Kiệt vừa lấy áo của anh, trở tay lại đập lên mặt anh một cái. Trước đó em định nói gì với anh? Phó Khôn nhớ lại chuyện trước lúc ăn cơm. Không nhớ nữa. Nhất Kiệt nhắm hai mắt lại. Không cần nói chuyện này, tâm trạng cả nhà đang rất tốt, nó không muốn giữa lúc này thì lại khiến mọi người đều không vui. Lại thế, chán. Nhất Kiệt, Phó Khôn mở tủ ra tìm quần áo. Anh đi tắm đây. Em cũng đi. Nhất Kiệt nhảy từ trên giường xuống. Giờ này trong nhà tắm không có ai. Phó Khôn đứng dưới vòi phun, nhắm mắt quay đầu về phía nước phun ra. Nhất Kiệt thì đứng dưới vòi phun bên cạnh cậu một chốc, rồi đẩy cậu ra dựa vào. Làm gì thế?
Phó Khôn vuốt mái tóc ướt nhẹp của nó ra sau, lổ ra vầng trán của nó, sau đó đưa tay lên búng một cái. Tóc của Phó Nhất Kiệt dài hơn tóc cậu, ngày thường trán đều bị che lại, sờ cả mặt lộ ra còn lấm tấm nước, trông rất đẹp. Phó Khôn sờ sờ chóp mũi của nó. Đây mà là em gái thì tốt rồi, có điều em gái xinh thế có khi lại chẳng bớt lo, vẫn cứ là em trai đi. Xoa lưng hộ em đi. Phó Nhất Kiệt vòng tay qua cổ cậu, trọng lượng nửa người trên đều treo lên người của anh mình. Xoay sang chỗ khác đi. Phó Khôn suýt chút nữa bị nó đẩy ngã, trượt chân về sau một bước rồi mới đứng vững được. Đứng yên. Cứ xoa như vậy đi không có sức. Phó Nhất Kiệt nhắm hai mắt lại, dán chặt vào vai của cậu. Ace. Phó Khôn thở dài, với cục xà phòng thơm từ bên cạnh qua, vòng tay ra sau lưng Phó Nhất Kiệt xoa. Tắm thôi mà như đánh nhau. Anh định ở trọ trường thật hả? Phó Nhất Kiệt khẽ hỏi. Em chỉ vì chuyện này thôi mà mất tự nhiên với anh hả? Phó Khôn ngây người nhớ tới lúc cậu mới lên cấp 2, Nhất Kiệt cuốn lấy mình bắt đầu phải đưa nó tới tận Tam Tiểu. Chuyện này cũng không phải là anh muốn hay không muốn, anh có thi được vào nhất trung hay không còn chưa chắc nữa đây. Anh nhất định phải thi đỗ. Nhất Kiệt mở mắt ra nhìn thẳng vào cậu. Rồi rồi rồi, nhất định phải thi đỗ. Phó Khôn dùng sức xoa lên lưng của nó. Nhất định. Phó Nhất Kiệt nhắm mắt lại lần nữa. Phải anh sẽ ở trọ ở trường hả? Phó Khôn không nói gì, cậu đã gần như đoán được suy nghĩ của Nhất Kiệt. Phó Nhất Kiệt chắc chắn là không muốn cậu ở trọ ở trường. Tính cách thằng nhóc này trông không giống cậu lắm. Hơi hướng nội, ngày thường với bạn học cũng chẳng nói gì. Cũng không có ai thân, chỉ có một mình Tưởng Tùng thì lại đã chuyển trường đi rồi. Nếu như mình ở trọ ở trường, Phó Nhất Kiệt có lẽ sẽ cảm thấy cô đơn. Dù lúc mình cùng bạn học ra ngoài chơi đều không dẫn Nhất Kiệt theo, nhưng ít nhất buổi tối hai đứa vẫn luôn ở cạnh nhau. Phải vậy không? Nhất Kiệt lại hỏi. Phó Khôn thật ra cũng rất muốn trọ ở trường, không ai quản muốn làm gì thì làm. Cậu đã từng tới ký túc xá của Nhất Trung rồi, 8 người một phòng, tuy rất chật nhưng lại vui, cậu vẫn muốn lớn trải nghiệm cảm giác đó. Nhưng giờ bị Phó Nhất Kiệt truy hỏi một hồi như vậy, cậu lại không nói ra được câu này khỏi miệng. Tay xòa xòa có như không trên lưng của Nhất Kiệt, cuối cùng cắn ra một cái. Không. Thật chứ? Phó Nhất Kiệt lập tức đứng thẳng cách vòi phun nhìn cậu. Tới lúc đó chuyển nhà rồi chắc chắn là nhà ở thoải mái hơn. Phó Khôn cũng không nói rõ được cảm xúc trong lòng mình, vừa cảm thấy rất phiền muộn lại vừa cảm thấy hưởng thụ vì được nhìn thấy Nhất Kiệt vui vẻ. Nói bố đừng làm hai cái giường, một cái giường to là được. Nhất Kiệt cười rồi xoay người về phía vòi hoa sen. Mỗi người một cái giường thoải mái hơn mà. Phó Khôn đưa đầu tới vòi nước. Em không ảnh hưởng chuyện của anh đọc sách mấy cái đó đâu. Nhất Kiệt liếc mắt nhìn cậu. Anh đọc của anh, em ngủ của em. Em... Phó Khôn không biết nên nói gì nữa, sợ anh cũng không đọc mấy cái sách đó nữa, đều xem phim luôn. Anh cũng không xem phim. Phó Khôn nắm cầm nó trợn trừng mắt. Em nghĩ anh trai em là người hàng gì hả? Em nghĩ anh là Tôn Tiêu hả? Nghĩ ngợi xong rồi lại cười. Anh nói cho em biết Tôn Phí mọc mụn thanh xuân rồi, có khi là vá quá. Vá? Vá không phải là có thể phóng máy bay hả? Nhất Kiệt nói. Nó phóng cũng chẳng ít. Phó Khôn thì cười sằng sặc, cười được nửa thì mới phản ứng được. Phó một khúc, cái gì em cũng biết hả? Cũng có phải chuyện gì cao siêu đâu mà không biết. Nhất Kiệt xối sạch người, cầm khăn chuẩn bị lau. Một đứa học sinh tiểu học như em. Phó Khôn kéo tay nó lại, cúi đầu nhìn phía dưới của nó, còn đưa cả tay tới. Anh xem lông dài chưa mà em biết nói phóng máy bay nào. Hồ tiểu mau mau. Anh thì đại mau mau chắc. Phó Nhất Kiệt nhanh chóng che mình lại. Anh đại mau mau hay là tiểu mau mau mà em không nhìn thấy chắc. Anh ngủ trần đó thôi. Phó Khôn cũng cười khóm ngớt sàng chân ra. Đây đây đây, cho em xem. Anh lại suốt ngày nhìn chằm chằm lông người khác như anh. Nhất Kiệt đẩy cậu ra. Hồi cho anh trai em xem mà em lại ngại ngùng thế sao hả? Phó Khôn ôm lấy nó. Nhất Kiệt không nhúc nhích, xa xẻ lấm tấm nước của Phó Khôn dán lên người, khiến nó cảm thấy rất dễ chịu. Phó Khôn thấy Nhất Kiệt đột nhiên không dãy rủa, cũng không nói năng gì rất kỳ lạ, rút tay về. Giận hả? Không phải chỉ liếc mắt nhìn em một cái thôi hả? Không cho nhìn thì lần sau em mặc quần trong vào mà tắm.
Phó Nhất Kiệt vẫn không nói gì, ngừng một chốc, đột nhiên quay người ôm lấy eo của Phó Khôn, ôm rất chặt. Phó Khôn đang định kêu ngạt thở, muốn gỡ nó ra thì nó đã há miệng cắn một cái lên ngực của Phó Khôn. Phó Khôn gào lên một tiếng, nước mắt sắp trào ra. Phó Khôn cầy, ngực chẳng có mấy thịt, Nhất Kiệt cắn một miếng này gần như chẳng cắn được gì. Như thể nhéo một cái lên ngực đau tới mức cậu suýt chút nữa định quăng một cái tát qua. Em làm gì thế, bị điên hả cái thằng này? Phó Khôn lấy tay xoa ngực, rối mảnh nước lạnh lên. Phó Nhất Kiệt không mở miệng, đi tới bên cạnh cầm khăn bông bắt đầu lau. Chờ Phó Khôn xoa ngực xong, tắt vòi đi rồi nó đã mặc xong quần áo. Em chắc là cho biến hành. Phó Khôn cau mày ném khăn cho Nhất Kiệt. Lau sau lưng hộ anh. Phó Nhất Kiệt giúp cậu lau nước phía sau lưng. Đau lắm hả? Đương nhiên không phải chỉ nói em là tiểu mau mau thôi hả, mà em đã đá há miệng ra cắn anh. Phó Khôn cầm lấy đồ lót mặc vào. Lòng chỉ được hai sợi mà tính tình thì to. Lô manh. Nhất Kiệt chép miệng. Em không lô manh chắc suốt ngày xoa quần người ta mới ngủ được đó thôi. Kệ em. Em nói xem, sau này em có vợ rồi chắc phải xoa quần hấp phở mới ngủ được mắt. Phó Khôn vừa chép miệng thì vừa lắc đầu. Ai chịu nổi em? Ai chịu nổi thì em lấy người đấy. Phó Nhất Kiệt nói. Cũng chỉ có mỗi anh chịu nổi em cũng lấy anh chắc. Ừ. Vậy hai ta ai là vợ đấy? Phó Khôn cười khà khà, không đợi cho Nhất Kiệt trả lời, đã vừa cười vừa nói. Em là vợ anh cũng được, em mà là con cái đảm bảo anh lấy. Buổi tối Phó Nhất Kiệt làm bài chẳng mấy chốc đã làm xong. Bố bảo dạ dày khó chịu, nó vẫn luôn ở trong phòng khách cùng bố. Nghe mẹ oán giận bố ngày thường lái xe không ăn cho đàng hoàng. Phó Khôn đeo tay nghe học thuộc lòng sách. Cậu đang nghe bằng cassette của Phó Nhất Kiệt, nghe tới mức chính mình cũng dễ hát theo. Mãi cho tới gần 12 giờ cậu mới xem như hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Rửa mặt qua loa leo lên giường. Nhất Kiệt đã lên giường lâu rồi nhưng vẫn chưa ngủ. Vừa nhìn thấy cậu leo lên lập tức chừa mình cuốn lấy cậu như bạch tuộc. Phó Khôn rất buồn ngủ, lười đẩy nó ra cứ nhắm hai mắt lại như vậy. Mệt chết đi được, mệt chết mất. Nhất Kiệt đưa tay nắm lấy quần cậu hơi do dự rồi nhỏ giọng nói. Em muốn tiểu mạc. Tiểu mạc đi. Phó Khôn chẳng mất mấy giây đã ngủ mất, trả lời mơ màng. Không phải anh bắt em xoa xoa mặt mông hả? À, Phó Khôn giật người định phơn mình, phơn được nửa người để làm trở về không còn đồng tính gì nữa. Ngủ rồi hả? Nhất Kiệt xoa quần đùi của cậu, Phó Khôn không có đồng tính gì, nhịp thở cũng dần chậm lại. Nhất Kiệt cũng không nói gì thêm, gác chân lên đùi của Phó Khôn, nhẹ nhàng xoa quần đùi. Xoa một chốc nó dừng tay lại, đưa tay xuống ấn ấn, không thấy cứng lên. Nó nhớ tới chuyện Phó Khôn nói nó là tiểu mau mau. Thật ra kể cả cùng nhau tắm hay lúc Phó Khôn để chân ngủ, nó cũng không chủ tâm nhìn phía dưới của Phó Khôn. Nó vẫn cảm thấy ai cũng không khác nhau mấy. Cho tới hôm nay lúc Phó Khôn cười nói đó là tiểu mau mau, nó mới nhận ra có lẽ không giống nhau. Phó Khôn chỗ má không giống nó, lặng lẽ kéo quần hót Phó Khôn ra, đưa tay vào trong, ngón tay nắm lấy mấy sợi lông rồi xoa xoa. Cũng có nhiều lắm đâu. Ngày lúc nó đang định rút tay ra thì Phó Khôn đột nhiên giật giật, một phát tóm được tay của nó. Tiểu lô manh, làm gì thế? Giọng nói Phó Khôn hơi mơ màng. Sợ xem anh có nhiều lông không? Nhất Kiệt thành thật trả lời. Bình thường cho xem bao giờ hả? Không để ý. Ngủ đi, đừng sợ lung tung. Phó Khôn lại ngáp một cái. Anh, Nhất Kiệt lấy ngón tay chọc chọc chỗ phía dưới của cậu. Anh phóng máy bay bao giờ chưa? Cảm giác thế nào? Phó Khôn ngáp tới một nửa, nhếch miệng dừng lại, qua nửa ngày mới hỏi một câu. Em quan tâm chuyện này làm gì, sau này tự mình phóng là biết. Phóng thế nào? Phó Nhất Kiệt lại chọc cậu một cái, còn nhân tiện đưa tay ra nắn nắn. Hồi, Phó Khôn nhanh chóng giơ chân lên rút tay nó ra. Đừng có lôm tôm. Tay của Nhất Kiệt rất mềm, lần này nắn không nặng không nhẹ, khiến Phó Khôn đang mơ màng lập tức cảm thấy được cảm giác khác thường gì đó lướt qua thân thể. Em cũng có nặn mạnh đâu. Nhất Kiệt nói nhỏ sát bên tai cậu. Anh cũng có bảo đau đâu. Vậy thì làm sao? Phó Khôn không nói gì, qua mấy giây đột nhiên rướn người qua ôm lấy Phó Nhất Kiệt, ôm mạnh hai cái rồi thả lòng tay, vươn mình đưa lưng về Phó Nhất Kiệt nói một câu. Ngủ đi, buồn ngủ chết đi được.